Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 3 tháng 7 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Bình Định phát hiện 6 trường hợp thuộc diện nguy cơ rất cao dương tính với SARS-CoV-2. Và theo thông tin từ báo Người Lao Động thì sau khi phát hiện 6 trường hợp ở địa phương thuộc diện nguy cơ rất cao dương tính với SARS-CoV-2, chính quyền thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã thực hiện giãn cách xã hội thêm một phường. Sáng ngày 3 tháng 7, thì Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn đã có văn bản về việc tạm thời thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp Bồng Sơn, thời gian thực hiện từ 9 giờ cùng ngày. Và theo ông Phạm Trương, Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn, trên địa bàn thị xã hiện có 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, theo thông báo mới đây của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định, thị xã Hoài Nhơn đang có thêm 6 trường hợp thuộc diện nguy cơ rất cao dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều ở phường Bồng Sơn. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là trên địa bàn phường Bồng Sơn, Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Bồng Sơn tạm thời thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Được biết thì đến thời điểm này thì toàn tỉnh Bình Định có 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều có ở thị xã Hoài Nhơn. Trước tình hình trên thì ngoài ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn đã có văn bản về việc tạm thời thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng tại 4 phường trên địa bàn gồm Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan và Hoài Hảo, thời gian thực hiện từ 16 giờ cùng ngày. Và đó là thông tin ngày 3 tháng 7 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bút thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký vào chuông nhé. Tạm biệt.